Dĩnh miền Tây mến chào cả nhà nha. Thì hôm nay Dĩnh đến một gia đình của bác Châu Khanh thì ở ấp dòng chùa thị trấn Hưng Lợi, huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng ha cả nhà. Thì hôm nay Dĩnh đến để chia sẻ về bác đột ngột ra đi, thì con cháu không hay không biết thì lý do gì mà bác đã ra đi nha cả nhà. Thì hôm nay Dĩnh đến để chia sẻ, nào giờ cũng đến nha. Nào giờ chúng ta cũng đến nhà bác tầm 80 mấy tuổi ha cái nhà. Bây giờ chúng ta cùng đến để chia sẻ cùng gia đình nha. Dạ con chào chú ạ. Dạ. Chú cho con hỏi như là chú như là sao của gia đình của bác đây chú? Con khỏe bên gia đình. Dạ. Chú tên gì chú ơi, như là chú chỉ có thể chia sẻ cho biết quý anh chị và phần thân nhân càng xa để biết. Tên tên Mỹ, chú tên Mỹ. Dạ, chú Mỹ, chỉ là chú Mỹ ha. Dạ. Chú giờ thì có hỏi như là có nghe tình hình về bác thì ra đi đột ngột như thế này là lý do gì, chú có thể như là chia sẻ cho quý chú anh chị biết không chứ chú? Chú ổng đi đột ngột thế này nè, ổng đi rất nhiều từ khoảng 5 giờ ổng đi chiên cá. Chiên cá chiên xong rồi, xong rồi ổng hâm đồ ăn thì cũng xong rồi. Rồi ổng quay lại tắt ra rồi ổng rửa nồi vậy là có ai kịp hết, không ai kịp luôn hả? Dạ vậy là chú thì như là chú của bác nó có biết bác như là có mắc bệnh gì không hay là tự nhiên là đột ngột gì đâu? Không có bệnh gì hết á. Dạ vậy là bác như là bác ra đi đó, bác tên gì và năm nay được nhiêu tuổi cho chú để chia sẻ cho tên Châu Khanh và tuổi ông là 82 tuổi. Dạ bác là năm nay được 82 tuổi. Dạ cũng nghe bác cũng đâu có bệnh gì hả chú? Không có bệnh gì hết. Dạ vậy tự nhiên đi chiều đi chiên cá để chiều ăn cơm thì tự nhiên là bị ngất đi luôn hả chú? Ngất đi luôn. Dạ thì như con cũng nghe bên làng xóm ta kể thì bác chiên cá gì đó rồi hôm nay con cũng đến để như là muốn tìm hiểu về bác như thế nào đó ha. Thì chỉ là hồi đó giờ bác cũng đâu có bệnh hoạn gì đó ha chứ. Không có bệnh hoạn gì hết, tự nhiên chiên cá rồi chiều định gửi nồi nấu cơm để ăn nấu cơm chèo đó hả chứ? Nấu cơm chèo. Dạ rồi ông gục kế luôn gục xuống luôn. Con cháu ngồi ở kế cách nhau cỡ 3 thước mà không hay đó. Không hay luôn hả? Không hay luôn. Dạ. Nghe khọt coi mới thấy ổng ngặt cái lô. Vậy là thấy gục xuống cái lô luôn. Dạ. Thì con cũng đâu có biết đâu, con nghe tình hình thì bà con làng xóm thì kể gì thì con hôm nay cũng đến như là muốn chia sẻ cho cộng đồng biết về hoàn cảnh của bác vậy đó. Chú cảm ơn em ha. Thì con đến để như là muốn chia sẻ cho cộng đồng bà con làng xóm biết như về tình hình của bác như thế, thì cho nên là con hôm nay con tìm đến để như là muốn như là bây giờ chú như là bây giờ đi qua chỗ bác để con thắp nhang tí xíu ha. Bây giờ mình đi với chú ha cả nhà ơi. Bây giờ chúng ta cũng đến để như là muốn quay cận cảnh bác đã ra đi thì đồng ngọc không ai biết về lý do thì như là bác thì cũng như là bác đi thì không có bệnh hoạn gì hết cả nhà. Thì bác đi đột ngột như là không ai biết ha cả nhà ha. Thì còn đây thì vợ của bác ha cả nhà. Dạ con chào bác ạ. Dạ thì hôm nay thì con đến để như là mình muốn chia sẻ cho biết của chú anh chị gần xa như là anh em hoặc
tới bà con gần hàng xóm để biết. Hôm nay con đến để muốn quay cận cảnh về bác, vì lý do gì bác có mắc bệnh như này, như là bác có mắc bệnh không hay là có lần bị bệnh này kia không em? Giờ bác có thể chia sẻ về bác trai ra đi thì đột ngột như thế này, thì bác như là bác trai có mắc bệnh gì không bác? Thôi ổng té ra, ổng cũng ổng nói là bây giờ tôi cũng hơi không có bệnh gì hết trơn, tại chắc ổng té thì mình không thấy á. Dạ. Nghe khọt khọt đi cái ổng móc rồi đâu có biết ổng gì đâu. Dạ. Thì con cũng không biết, thì nghe tình hình bác như thế này, như là làng xóm thì chia sẻ cho con, thì hôm nay con cũng tìm đến để như là mình muốn chia sẻ cho nhà cộng đồng, anh em bà con hàng xóm để biết gì đó, thì cho nên con cũng tìm đến. Dạ. Thì bác năm nay được nhiêu tuổi rồi bác? 77. Dạ. Bác gái 77 rồi bác trai? 32. Dạ. Dạ bác gái thì 77 tuổi rồi cả nhà ơi, rồi bác trai thì 82 tuổi nha. Thì bác trai thì mới vừa rồi thì bác gái cũng kể cho cả nhà mình nghe rồi đó ha. Thì lúc mà bác ra đi thì không ai hay không ai biết hết đó cả nhà. Ổng không được nói được tiếng nào hết trơn. Dạ. Dọn đi thấy ổng vậy ẩm lên ổng mắc rồi. Dạ. Thì trong lúc như là bác trai ra đi gì thì lúc đó là nghe, thì nghe chú bên đó, thì chú là chú con rể. Dạ. Thì chú có kể là bác chiên cá rồi chuẩn bị nấu cơm vậy đó ha. Chuẩn bị ăn á. Dạ. Rồi đi té. Dạ. Vậy là bác bị té hay là bị sao? Ổng té rồi. Dạ. Mới ngồi vậy nè, đi thấy ổng móc rồi. Dạ. Ổng lên thì mắc thở. Dạ dạ dạ. Dạ, vậy là con cảm ơn nhiều nha, tại vì là con muốn đến để chia sẻ cho như là quý cô chú anh chị gần xa để biết về tình hình của bác trai ha. Dạ, cảm ơn con. Dạ dạ, con cảm ơn nhiều nha. Dạ thì con xin phép qua đây quay đi xíu nha. Dạ dạ. Đây cái nhà này thì bác năm nay cũng được 82 tuổi, thì bác đã ra đi thì như là con cháu ở nhà cũng không ai hay biết cái nhà, thì do việc bác như là tắt thở đi thì nghe nói là bị té hay là bị ngã gục xuống gì đó mình cũng không rõ lắm, thì mới vừa rồi thì bác gái đã chia sẻ cho cả nhà mình biết ha cả nhà. Thì bác trai cũng nói chung thì gia đình cũng khấm khá đó cả nhà, thì gia đình cũng nghèo, rồi con cái thì mất đi làm xa, thì ít có khi ai ở nhà, để như là lên xuống lên xuống cả nhà, con cháu cũng gần nhưng mà mất đi làm trên tỉnh Sài Gòn cả nhà ha. Đây cả nhà ơi, thì nhà bác cũng đơn sơ ha cả nhà, rất là đơn giản, thì bác cũng gia đình nhà cao tuổi rồi, gia đình cũng khó khăn á cả nhà. Đấy, gia đình không giống như là khá giả như người ta ha cả nhà, thì gia đình cũng rất là nghèo ha. Thì ông với bà sống chung gia đình thì con cái thì như là nghèo khổ thì đi làm ăn xa. Thì như là bà với ông bác thì như là ở nhà canh chừng nhà, còn con cái thì đi làm xa hết đó cả nhà. Cho nên thì hôm nay Dịnh cũng đến để như là chia sẻ cho cả nhà mình biết về hoàn cảnh của bác ha cả nhà ha. Nào bây giờ như là mình đến mới vừa rồi mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà mình biết rồi ha cả nhà ha. Bây giờ mình tí xíu nữa mình sẽ về ha. Mình mới vừa rồi mình cũng đã chia sẻ về gia đình của bác đã hát cả nhà ha. Thì giờ mình xin kết thúc video tại đây nhé cả nhà. Thì mọi người
ngày mai mình sẽ cập nhật tiếp tục cho cái nhà mình xem nhé cái nhà ha. Thì ngày mai thì di tang tại chùa có nhé cái nhà để quà tặng cái nhà ha. Ngày mai mình sẽ cập nhật tiếp theo để cho cái nhà mình theo dõi nhé. Thì cái nhà mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho dịch mình tệ ở đây nhé cái nhà ha.